Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Quốc hội Cộng sản Việt Nam không chấp nhận chọn tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Báo Dân trí loan tin sáng ngày 16 tháng 4 năm 2019, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã biểu quyết thông qua luật giáo dục. Theo đó có 414 trên 453 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua luật giáo dục sửa đổi. Trong đó đề nghị xem tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai đã bị bác bỏ. Giải trình cho việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trong Hiến pháp năm 2013 đã quy định ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, phong tục, truyền thống của dân tộc mình. Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chiếu theo quy định này để nói rằng hiến pháp của nhà cầm quyền chưa có quy định về ngôn ngữ thứ hai, nhằm không chấp nhận dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Ngoài ra, còn có ý kiến cho rằng quyết định trên là tôn trọng sự lựa chọn của người học và việc dạy học ngoại ngữ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo rất chú trọng. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.